Phượng Quyên xin chào bác sĩ Định ạ. Dạ, dạ, thưa bác sĩ Định, ngày nay thì Phượng Quyên thấy là số người mắc bệnh cao huyết áp càng ngày càng tăng. Không biết là bệnh cao huyết áp thì có ảnh hưởng gì đến bệnh tim mạch không? Thế nào là cao huyết áp? Thì theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, cao huyết áp là khi huyết áp tâm thu trên 140 mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương trên 90 mm thủy ngân. Thế nào là huyết áp tâm thu hay tâm trương? Thì khi chúng ta đo huyết áp, chúng ta sẽ có được hai cái số, và cái số thứ ba là cái mạch của chúng ta. Nhưng mà số đầu là trị số nó tương ứng với áp lực trong thành mạch máu khi tim chúng ta bóp, mà chúng ta gọi là huyết áp tâm thu. Và cái số thứ hai là cái trị số tương ứng với áp lực trong thành mạch của chúng ta khi tim chúng ta giãn ra, thì chúng ta gọi là huyết áp tâm trương. Nếu trị số này nó trên 140 đối với tâm thu và trên 90 đối với tâm trương thì chúng ta được định nghĩa là bắt đầu có bị cao huyết áp. Thưa bác sĩ Định, bên cạnh bệnh cao huyết áp thì mình thấy là bệnh đái tháo đường ngày nay cũng có nhiều người mắc phải bệnh này. Không biết là bệnh đái tháo đường thì có ảnh hưởng gì đến bệnh tim mạch hay không? Để chẩn đoán bệnh đái tháo đường, chúng ta sẽ làm thử một cái xét nghiệm gọi là thử đường trong máu. Thường thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân nhìn ăn khoảng chừng 8 tiếng và lấy máu thử. Nếu con số này trị số nó trên 126 mg phần trăm trên 100 ml thì là chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân bị đái tháo đường. Đái tháo đường nó có hai dạng. Một dạng là do cơ thể chúng ta không tiết đủ cái chất gọi là chất insulin để có thể đưa cái đường đó vào trong tế bào. Cái dạng thứ hai là do tế bào nó đề kháng với insulin, cho nên cơ thể chúng ta phải tiết ra nhiều insulin hơn. Thì cái dạng thứ nhất gọi là đái tháo đường type 1, dạng thứ hai là đái tháo đường type 2. Và người ta nhận thấy rằng cả hai cái dạng type 1 và type 2 đều có liên quan rất là chặt chẽ với các cái bệnh lý về tim mạch. Thực tế là ở trên những bệnh nhân bị đái tháo đường đó thì 80% các bệnh nhân tử vong là do bệnh tim mạch. 70% các bệnh nhân bị đái tháo đường nhập viện cũng là do các cái bệnh tim mạch. Và nếu so sánh với những cái bệnh nhân bị bệnh tim đó, những người bệnh tim không mắc bệnh đái tháo đường thì cái tỷ lệ tử vong của họ chỉ bằng 1/3 những cái người bị bệnh tim và mắc bệnh đái tháo đường. Như vậy chúng ta thấy rằng là đái tháo đường là một yếu tố hết sức là xấu đối với người bị bệnh tim mạch. Một cái đáng báo động ở Việt Nam chúng ta hiện nay, tỷ lệ lệ mắc bệnh đái tháo đường càng ngày càng tăng. Và ước tính của Bộ Y tế Việt Nam là hiện nay ở trong nước chúng ta có hơn 6 triệu người bị mắc bệnh đái tháo đường, và 65% các bệnh nhân không biết được là mình đang mắc bệnh. Đái tháo đường nó gây nên cái ảnh hưởng ở các cái mạch máu nhỏ, mạch máu ở não, mạch máu ở tim, mạch máu ở thận. Cho nên là ở những người bị bệnh đái tháo đường thì các mạch máu này bị tổn thương rất là nặng. Dạ thưa bác sĩ Định, một câu hỏi cuối cùng liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay, đó là bệnh béo phì và rối loạn chuyển hóa lipid thì nó có ảnh hưởng gì đến bệnh tim mạch hay không? Béo phì và rối loạn chuyển hóa lipid ảnh hưởng rất là nhiều đến bệnh tim mạch. Ở đây chúng ta định nghĩa béo phì tức là chỉ số khối của cơ thể chúng ta nó trên 30, trên 35 thì là lại càng nặng hơn, và trên 40 là béo phì bệnh lý. Chúng ta xác định chỉ số khối bằng cách chúng ta lấy chiều cao chúng ta chia cho cân nặng, và lại chia cho cân nặng một lần nữa, chúng ta sẽ ra cái chỉ số gọi là BMI, tức là chỉ số khối cơ thể. Về rối loạn chuyển hóa lipid, nó là cái yếu tố mà nó luôn luôn đi song hành với lại là cái bệnh béo phì. Để xác định được cái tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid, chúng ta thường phải làm một cái xét nghiệm để định lượng các cái lipid ở trong cơ thể. Trong cơ thể chúng ta có 4 loại lipid. Một loại là cholesterol, thứ hai là triglyceride, thứ ba là những cái lipoprotein có trọng lượng phân tử thấp, và những cái lipoprotein có trọng lượng phân tử cao. Thì không phải loại nào cũng là loại có hại hết. Trong số các loại đó thì cái loại lipoprotein có trọng lượng phân tử cao là cái loại có ích, bởi vì nó sẽ giúp mang những cái cholesterol, những cái lipoprotein, những cái lipid xấu từ trong thành mạch đi ra ngoài.